Thế thì trong số những cái bóng hồng mà có mặt trong cuộc đời của anh Sơn thì người nào theo chị Trinh là có sức ảnh hưởng nhất? Nó tùy theo từng giai đoạn. Giai đoạn mà anh Sơn yêu chị dấu ảnh thì vào thời điểm đó anh còn trẻ và tình yêu của anh rất đẹp. Ở đây thì chúng tôi cũng có một cái cuốn sách tên là Trịnh Công Sơn Thư tình gửi một người, trích hơn 300 bức thư tình mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết cho cái người phụ nữ tên là Giao Ánh. Ngày xưa anh Sơn yêu chị của chị Giao Ánh là chị Bích Diệm. Và vì vậy mà anh Sơn có làm bài Diệm xưa. Nào. Nhưng mà thật sự á, là yêu chị Diệm một cái thời gian cũng ngắn. Tại vì thời đó là bố mẹ của chị Diệm á, nghĩ rằng là nếu con gái mình yêu một người nghệ sĩ như vậy thì sợ là cuộc sống nó bấp bênh. Vâng. Chị Diệm chị có cái cơ hội vào từ Huế vào Sài Gòn đi học. Thì qua một cái thời đó ai cũng còn trẻ thì thôi một thời gian cũng tạm gọi là xa mặt cách lòng. Thì chị dấu ảnh á, thời đó chị còn trẻ lắm, chị chắc là 16 tuổi. Thì chị thấy chắc là chị cũng có, chắc là có yêu thầm yêu thầm cảm tình, yêu thầm. Nhưng mà chị dấu ảnh là cái người chị dấu ảnh là người đưa cái bức thư đến để mà an ủi anh Sơn. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình.